Bây giờ là bản tin thời tiết trên kênh VTV5. Kính chào quý vị và các bạn. Từ đêm nay, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ chuyển mưa dông diện rộng. Nhiều điểm sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa dự kiến sẽ là từ 30 đến 70 mm trong 24 giờ, có nơi sẽ vượt mức 100 mm. Bên cạnh nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật thì bà con ở vùng núi cần đề phòng thêm cả lũ quét, lũ ống và sạt lở đất cục bộ do mưa lớn. Có mưa nên ngày mai bầu không khí dịu mát, nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội và các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Lào Cai và Sơn La sẽ ở mức từ 26 cho đến là 30 độ, chỉ riêng Điện Biên Phủ là 32 độ, Thanh Hóa và Vinh cũng không quá 30 độ. Từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận ngày mai vẫn hoàn toàn nắng ráo, cục bộ có Quảng Ngãi còn nắng nóng 35 độ, các thành phố khác nhiệt độ trong khoảng từ 30 cho đến là 33 độ. Nắng cũng là thời tiết chính trong ngày mai ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Ở Nam Bộ thì mức nhiệt có giảm bớt nhưng vẫn nóng, hầu khắp miền Đông, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh và một số nơi ở miền Tây như Vĩnh Long và Vị Thanh sẽ ở mức nắng nóng 35-36 độ, các nơi khác trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Còn khu vực Tây Nguyên, chỉ riêng Kon Tum là nắng nóng 35 độ, các nơi khác từ 33 đến 34 độ. Trên biển, ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết tốt. Ngày mai trời có nắng, gió ổn định cấp 4. Trái lại, ở huyện đảo Trường Sa, cảnh báo mưa dông và tiềm ẩn lốc xoáy, gió giật mạnh. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các vùng trên cả nước vào ngày mai.